Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Sức Khỏe Vlog. Xin được kính chúc cho toàn thể quý vị, các bạn, chúng ta luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Thưa quý vị và các bạn, trong tiết trời miền Bắc đang trở rét, gió mùa đông lạnh, mọi người đang chuẩn bị để hoàn tất những công việc cuối năm, thì một tin đã không may đến với gia đình của em Nguyễn Quốc Dũng. Em Nguyễn Quốc Dũng sinh năm 2005 tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Em đã chút đi hơi thở cuối cùng về với Chúa vào ngày 10 tháng 11 năm 2023, tức ngày mùng 3 tháng 10 năm Quý Mão. Em ra đi hưởng dương 19 tuổi đời. Nhận được tin em Nguyễn Quốc Dũng đã qua đời, tất cả mọi người nay đã tề tựu về với gia đình của em. Trong tiết trời mùa đông đang gần đến, trời đã se lạnh, mọi người trở về với nhà của em Nguyễn Quốc Dũng, đang tổ chức lễ khâm niệm cho em, rồi cầu nguyện đưa em ra nhà thờ để tổ chức thánh lễ cho em, rồi đưa tiễn em ra nơi mộ phần, nơi an giấc nghỉ ngàn thu. Một chàng trai ở một độ tuổi còn quá trẻ, tuổi 19 đôi mươi, cái tuổi mà em đang có rất nhiều mơ ước cho tương lai, có bao nhiêu điều em ấp ủ chưa thực hiện được, và hơn nữa em chưa lập gia đình, chưa báo hiếu được cho bố mẹ, thì ngày hôm nay em lại ra đi đột ngột để cho bố mẹ, anh em, bà con, cô bác trở về đây chỉ biết khóc thương em, chẳng biết phải làm sao để có thể cứu được em quay trở về với gia đình được nữa. Sự ra đi của em Giuse Nguyễn Quốc Dũng ngày hôm nay không chỉ là nỗi mất mát đau thương quá to lớn với gia đình của em, mà còn là nỗi đau với tất cả anh em, họ hàng, bà con, hàng xóm, láng giềng, những người thân cận với gia đình của em. Bao nhiêu năm tháng bố mẹ vất vả chăm sóc để rồi nuôi cho em khôn lớn, được trưởng thành cho tới ngày hôm nay, cũng là để mong rằng sau này khi bố mẹ tuổi cao sức yếu về già, có thể được hưởng phúc bên cháu bên con, được dựa nhờ vào em, thì bao nhiêu mong mỏi trông đợi con mạnh khỏe khôn lớn trưởng thành. Tới ngày hôm nay, hy vọng của gia đình em đã vụt tắt. Em ra đi mà chẳng nói một lời, để rồi giờ đây mọi người trở về bên em cũng chỉ biết nhìn thấy em nằm đó và thắp cho em nén nhang cuối cùng, cầu chúc cho em ra đi được thanh thản, em sớm được về với Chúa và hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Quý vị và các bạn theo dõi được video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng với kênh của Sơn Cõi Vlog để lại những lời bình luận, chia sẻ để cùng động viên cho gia đình của em Giuse Nguyễn Quốc Dũng sớm vượt qua mất mát đau thương quá to lớn này. Sơn Cõi Vlog xin được cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin được kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phần tiếp theo lễ tang của em Nguyễn Quốc Dũng.